Thưa quý vị và các bạn, tham gia hội nhập kinh tế thế giới, các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp Thanh Hóa nói riêng sẽ có nhiều cơ hội trong quá trình phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường ra nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu cũng gặp những thách thức đối với các sản phẩm bởi hàng rào kỹ thuật trong thương mại quốc tế TBT. Hàng rào kỹ thuật trong thương mại, gọi tắt là Hiệp định TBT của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, là các biện pháp kỹ thuật cần thiết nhằm đảm bảo quá trình sản xuất hàng hóa phải an toàn, vệ sinh, bảo vệ môi trường và các vấn đề liên quan tới ghi nhãn, vận chuyển, bảo quản hàng hóa. Để sản phẩm vượt qua rào cản kỹ thuật thì các doanh nghiệp cần phải chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế như là ngôn ngữ chung trong sản xuất kinh doanh và áp dụng cho tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa của mình. Hiện tại ở Việt Nam, hệ thống tiêu chuẩn quốc gia mới hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế khoảng 40%. Trong khi đó, trình độ công nghệ quản lý và khả năng tài chính còn hạn chế, nhiều doanh nghiệp khó có thể áp dụng ngay tiêu chuẩn quốc tế đối với sản phẩm hàng hóa của mình. Đó là những thách thức lớn đối với doanh nghiệp Việt Nam khi đối mặt với hàng rào kỹ thuật trong thương mại quốc tế. Năm 2005, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định thành lập mạng lưới cơ quan thông báo và điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại Việt Nam. Năm 2006, Thanh Hóa cũng đã thành lập phòng thông báo và điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại TBT thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Tuy nhiên, cho đến nay, phòng TBT Thanh Hóa chưa nhận được nhiều hỏi đáp của các doanh nghiệp tham vấn các quan ngại đối với các quy định của Hiệp hội TBT. Điều này cho thấy sự tiếp cận nắm bắt thông tin về TBT của các doanh nghiệp Thanh Hóa còn hạn chế. Trong những năm vừa qua, qua cái việc khảo sát của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu nói chung á, thì cơ quan quản lý có thể cho thấy cái sự quan tâm của các doanh nghiệp về cái hoạt động này cũng chưa được cao, không nói là chưa cái đúng mức. Hy vọng trong thời gian tới thì các doanh nghiệp cũng chủ động cũng như quan tâm hơn cái hoạt động TBT trong cái hoạt động sản xuất của mình để vượt qua các cái rào cản, tăng thị trường xuất nhập khẩu, hội nhập kinh tế quốc tế. 6 tháng đầu năm 2014, tổng kim ngạch xuất khẩu của Thanh Hóa ước đạt 495 triệu đô la Mỹ. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là may mặc, thủy sản, thuốc lá, xi măng và linh kiện sang các thị trường như Mỹ, Nhật Bản, EU, Trung Quốc. Đây là những thị trường khó tính, có những quy định về hàng rào kỹ thuật đối với sản phẩm, hàng hóa rất khắt khe, nghiêm ngặt. Để đối phó với các rào cản kỹ thuật mà các nước đặt ra, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lớn của Thanh Hóa đã có sự chuẩn bị bằng cách hiện đại hóa dây chuyền công nghệ sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế đối với hàng hóa của mình. Chúng tôi quán triệt về cái chuỗi chất lượng sản phẩm khi được xuất sang các cái nước, và đặc biệt đó là cái khối EU và cái thị trường của Mỹ. Chúng tôi tổ chức huấn luyện và tổ chức kiểm soát chặt chẽ ngay từ khâu sản xuất bắt đầu, ngay từ khâu chọn lựa nguyên phụ liệu để đưa vào sản xuất, và cũng như là từng công đoạn một của vấn đề sản xuất, từ cái khâu tức là ra bán thành phẩm cho đến lúc mà thành phẩm hoàn thành. Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận và áp dụng hàng rào kỹ thuật phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, năm 2013, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt chương trình hành động triển khai đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2013-2015. Đây là biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. Trước hết là phải soạn thảo thành một cái bộ hướng dẫn để cho doanh nghiệp người ta nghiên cứu, tìm hiểu, và cần thiết thì phải mở các cái lớp để cho doanh nghiệp, truyền đạt cho doanh nghiệp hiểu các cái quy định của cuộc chơi này. Và vấn đề nữa là tuyên truyền rộng rãi để không những doanh nghiệp mà kể cả các cơ quan quản lý nhà nước cũng như nhân dân biết, chia sẻ và ủng hộ để các doanh nghiệp này mới có được cái sự vững vàng. Trong nền kinh tế thị trường hiện đại và cạnh tranh hiện nay, ngày càng có nhiều hàng rào kỹ thuật được các nước dựng lên nhằm áp dụng với hàng hóa nhập khẩu. Do vậy, các doanh nghiệp muốn vượt qua rào cản kỹ thuật đó thì cần phải liên tục đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm của mình theo tiêu chuẩn quốc tế. Có như vậy, các doanh nghiệp mới sản xuất kinh doanh một cách phát triển và bền vững. Chuyên mục Thanh Hóa hội nhập và phát triển hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.